Ngày xưa nơi đây là Bắc Cũ đúng không? Đây là cái bến phà đầu tiên của thành phố Mỹ Tho luôn. Sau khi mà nhỏ quá thì bắt đầu dời lên cái bến phà đó. Thì lên bến phà đó xài được rất là lâu, cái bắt đầu cái thành phố phát triển mới xây dựng cái cầu mới thì bỏ luôn cái bến phà luôn. Thì bởi vậy kêu là Bắc Cũ rồi cầu Bắc Mới, cái cầu. Trời ơi Linh biết không, mặc dù tháng nào mình cũng về đây thăm bà già hết, nhưng mà đây là lần đầu tiên tôi đặt chân vô đây. Bởi vì nghe nói là ở đây đã thay đổi rất là nhiều rồi, mà tôi không biết là nó thay đổi như thế nào. Mà nãy tôi chạy vòng vòng tôi không biết đường, không lạc đường luôn, không biết đường luôn. Nếu mà nói về ngay chỗ này là biết bao nhiêu ký ức ùa về đây Linh. Tại vì hồi xưa ở đây á, tưởng tượng lúc đó mình 7, 8, 9 tuổi gì mới giải phóng hết đó, thì tất cả những cái mặt hàng mà muốn di chuyển từ Bến Tre về Mỹ Tho hay Mỹ Tho qua Bến Tre lắm á, khó lắm, không phải chọn. Linh cũng biết rồi đó. Đúng rồi, bạn đi lậu hả? Không, mình đi lén. Đi lén chứ không phải đi lậu. Tôi đi không phải tôi đi mình, là có cái ông anh lớn hơn mình 2 tuổi. Ông trông chừng đâu tới đâu, ông ngồi dưới này nè, ông chở mình. Còn mình ngồi sau mình ôm đồ. Thì đó hồi nhỏ đó thì mấy cái chú bảo vệ á, sẽ chú không để ý mình. Mình bé tí à, thì mình sẽ chia phần nhỏ, một phần ví dụ như gạo á, mình đừng có buộc là 10 kg 15 kg đổ lên. Xách không nổi hoặc là bị bắt thì mình xách ví dụ như 3-4 kg một bịch gạo. Rồi ví dụ dầu dừa là 1-2 kg mình chia nhiều cái. Cái mình đi từ ngay chỗ cái mé đường á, mình chen mấy cái chú á, mình bò mình chui qua mặt được mấy chú bảo vệ. Đúng không? Đúng rồi. Cái mình chạy xuống dưới phà mình dòm. Chú cho gỡ một cái. Gỡ bịch ở đây. Mình nhớ mà ông này ra để hồi quên bắt là ông chết liền á. Còn bịch chạy kiếm đặt vô cái chân kia, cô cho gửi bịch này, chạy quần hết, chạy lên lấy thêm, gửi, khi nào phà chạy, đầu mình đi quần kiếm chú nhớ coi, con chú nãy con mới gửi chú cho lấy lại. Không, tao không nhớ mà ơi, chú đừng giỡn, lấy lại đi, không được. Mất hoài, di chuyển chỗ một cái là mất tiêu cái đó. Không nhớ ông đó ông nào luôn. Phà hối hàng trăm người đông quá mà còn mất cái đó là khóc bù lu bù loa. Hồi xưa cái cảnh tượng ở phà cũ là chắc đông lắm hả? Đúng không? Rất là bán tất cả các loại bánh trái hai bên đường này đúng không? Bánh trái không những mà bán cái trên cái con đường đi vô mà bánh trái bán trên chiếc phà luôn. Trên chiếc phà là bán chè, bán bắp, bán trái cây, bưởi, ổi, xoài, mận, mía, ghim, trà đá, bán lốn số nhà ngầu ở trên chiếc phà luôn, đi tới lui rất là sôi. Vốn đâu Hải lúc đó buôn bán? Vốn mà rồi cả một quá trình luôn. Hồi đó đó nhỏ thì mình chưa có tiền thì gia đình mình á là hay tát mương, tát đìa, tát ao đó. Bắt được mấy con tôm hoặc mấy con cá to thì mình không được ăn, mình đem ra chợ mình bán lấy tiền làm vốn. Tức là xưa đi mò cua bắt cá bán luôn đó hả? Đó. Rồi chút mình sẽ về cái chỗ mò cua bắt cá đó luôn. Phải không? Ok, cái đó mình là tìm quá. Lại ký ức mà bắt cá bắt tôm nó bán ha. Ráng kiếm cho tôi một bộ đồ với tôi lội vậy. Hồi ra chợ lý do mua. Ở đây có gắn liền với những người bạn của mình không? Nói về miền Tây thì hầu như là ai cũng phải từng đi qua cái bến phà này rất là bến nhiều. Bến phà này đúng rồi. Nó thì bạn bè mình mà học ở chung trường sân khấu của mình lớn sau này á, mấy bạn đó cũng từng đứng trên cái mảnh đất này ngay cái phà này. Cũng bán hàng ở đây luôn. Bán hàng tùm lum tà. Bây giờ mình gọi mấy bạn ở đây chơi coi nhắc lại ký ức đó. Rồi. Xưa ở đây vào những cái ngày mà nó khó khăn nhất á thì mình đi qua đi lại có, tức là buôn bán gì có bao giờ lỗ không? Cái vấn đề buôn bán là lỗ là rất là nhiều luôn. Bởi vì không phải ngày nào cũng suôn sẻ đâu. Ví dụ như nãy tôi hãy mới kể cho Linh nói là cái vụ mà lạc mất hàng. Có những bữa là mình xui bị bắt lại, cục vốn hết luôn. Nhưng mà có một ký ức với má của Lý Hải mà tới giờ này mình sẽ không bao giờ quên và nhớ mãi trong cái ký ức cuộc đời mình luôn. Là đi hai chiếc xe đạp, anh của mình sẽ là 10 tuổi chở mình 8 tuổi trên một chiếc xe đi qua mình mỏ cài vô đó đó, lấy hàng, nó lấy đường đồ đó, lấy đường, lấy dầu dừa, chở mình ra bến phà và hẹn mẹ mình cũng vậy, chiều là 5 giờ là có mặt ở tại bến phà. Mẹ mình cũng chở một cái túi đồ y chang vậy ở đó. Thì bữa đó 5 giờ chiều hai anh em, một đứa nó 8 tuổi đứa 10 tuổi, đợi tới 7 giờ tối không có má mình xuất hiện, là hai đứa là mặt mày là xanh mặt hết, không biết lý do tại sao. Đứng đó là bắt đầu chờ lâu quá, bắt đầu muốn khóc. Khóc đợi hoài mà xưa đâu có điện thoại, đâu có nhắn tin, đâu có biết làm sao đâu. Cái bắt đầu ông anh mới nói thôi giờ em đứng đây đợi anh. Ông anh chạy đi. Chạy là dọc đường là má bị tai nạn. Và người ta nhập vô bệnh viện.
Đó thì bắt đầu trời ơi, đất ơi tao khóc á. Ông anh thì lo chạy phụ má bệnh viện, còn mình ở đây có mấy tuổi mà ôm nguyên một cái kho hàng ở đây, mà mấy giờ tối càng đàn giờ đêm là càng quýu. Thì cũng may mắn là sau đó thì má cũng vượt qua khỏi được cái đó, là một cái mốc để cho nhà không có cho đi qua bên đây buôn bán nữa. Ừ. Rồi bao nhiêu năm thì Hải buôn bán ở cái phà cũ này? Từ năm 77, 78, 79 là khủng khiếp luôn á, mấy năm trời luôn á. Ừ. Mà trong cái khoảng thời gian đó cũng đất nước khó khăn. Đang rất khó khăn. Ê, nó vô kìa. Vô. Ôm nó không có chặt được. Lý do là hơi cấn. Hồi xưa nó giống cậu bún như như tôi. Hồi xưa Đông Nhân là đi bán ở đây với Lý Hải cái phà cũ này, Nhân có nhớ gì không? Hồi đó là năm khoảng chừng 70s 80s. Thì hồi đó cái thời mà một xíu mà khổ mà. Một buổi đi học và một buổi về trưa là đi bán liền. Hồi đó bán thuốc lá. Thuốc lá bưng hộp hộp rồi nè. Với số. Hồi đó rau sao? Nhớ chứ. Sao rau sao? Thuốc lá ơi, với số đi anh. Ủa dễ vậy hả? Dễ hả? Ủa dễ vậy hả? Anh với số anh, với số anh, với số anh. Mấy game nè. Thuận là bán gì đấy? Bán gì? Nói đừng cười với gạo lậu. Thưa quý vị, đây là những người bạn rất là thân với Hải Quyền Linh. Đây là Đông Nhân. Bây giờ trở thành một cái người tài hoa lắm. Ha, tiệm cắt tóc gì tạo cắt tóc hả? Tạo tóc Đông Nhân ở Mỹ Tho, Tiền Giang. Kim là vũ sư. Vũ sư luôn. Vũ sư ngày xưa rồi. Ôi, hay lắm. Ngày xưa. Quốc Thuận. Đây là một trong những người mà lớp phó. Lớp trưởng. Lớn tuổi hơn mình. Nói chung ở đây tôi nhỏ tuổi nhất đó. Mà tôi kêu mày tao không à. Bức dạy với sợ. Tính ra là hổn quá. Khi mà bước vô trường sân khấu hai học hồi xưa đó, nó có một cái tiền lệ là không cần biết anh lớn hay anh nhỏ, vô học chung là mày tao hết. Cộng thêm vậy đó, Linh nhớ không? Là mặc dù cái người vô trước mình luôn, ví dụ mình học khóa 10, cái anh đó học khóa 9, nhỏ tuổi mình mà phải kêu anh kêu chị dạ muốn chết luôn. Chẳng hạn như Phước Sang, nhắc rõ ràng Phước Sang nhỏ hơn mình nhiều, phải người mốt luôn. Là kêu anh luôn đúng không? Phải kêu bằng anh hết. Đây là những người nghệ sĩ chung lớp chúng tôi, diễn chung sân khấu chúng tôi, khó khăn cùng ăn, cùng hưởng, cùng chia đó quý vị. 4 năm anh em gì cùng với Ngọc Sơn là ăn chung một cái thao, tắm chung cái thao, rửa chung cái thao, lau nhà chung cái thao luôn ha. Nấu ăn luôn đi. Nấu ăn chung cái thao luôn, chỉ có cái thao kỷ niệm thôi. Cảm ơn Thượng Thắng đã giữ chương trình. Cảm ơn Đông Nhân, cảm ơn Lý Hải. Em là nhỏ nhất, em xin lỗi với anh kêu với anh bằng thằng nha. Quý vị, chúng tôi có rất nhiều kỷ niệm. Bây giờ thì chúng tôi sẽ đưa quý vị đến cái nơi mà lần đầu tiên chúng tôi bước chân vào gọi là thiên đường nghệ thuật. Đó là những ngày đầu tiên mà chúng tôi có thể chuẩn bị lên thành phố Hồ Chí Minh để bước vào đường sân khấu điện ảnh. Nào, xin mời mấy anh em. Ok. Bây giờ là thay đổi nhiều lắm rồi. Đúng rồi, khác xưa rất là nhiều. Nhà văn hóa trung tâm tỉnh Tiền Giang. Đúng rồi. Nơi những người nghệ sĩ Tiền Giang xuất phát hả? Ngồi đi. Ngồi giống hồi xưa tụi mình trước khi lên thành phố thì tụi mình cũng ngồi giống như thế này để mình tập kịch hay là này nọ, thì cũng giống y chang vậy thôi. Ai có nhớ là ngày đầu tiên mình bước vô đây thế nào không? Không khí thì sao? Trời đất ơi, hồi trước á là tôi là dân chơi thể thao, tôi không biết gì về là kịch cọt gì hết á. Nghe đồn là nói là có trường nghệ thuật sân khấu 2 xuống tuyển sinh. Mấy bạn ở xuống, ơi mình thi thử. Cũng bài đặt cũng lại chen vô đăng ký không? Mà cả ngàn người chứ đâu phải ít đúng không anh? Cuối cùng cũng nhận được cái phiếu là báo được cái ngày dự đi. Ê, mà nhớ lại thầy cô hồi xưa hết không ta? Tôi nhớ được thầy Giàu với thầy cô Lâm nè, Trần Ngọc Giàu nè, Bích Lâm, thầy Hữu Luân nữa, thầy ngày xưa tú Hữu Luân nè, thầy Huy Thống, thầy nghệ sĩ nhân Trần Minh Ngọc nữa, cô Ca Lê Hồng ngày xưa là hiệu trưởng trường sân khấu điện ảnh đó. Hồi xưa mà vô mà thấy mặt của mấy thầy cô ngồi mà nói tao nói teo hết luôn, quéo hết luôn. Ngày xưa ở đây á, quý vị biết không, là có cả ngàn người vậy đó thi một lúc luôn. Ngày xưa Lý Hải thi gì? Hồi xưa hả, tôi là nói không có được tốt lắm. Thì tôi làm tiểu phẩm giống như kịch câm vậy đó. Diễn kịch câm lại. Bây giờ mình làm thầy thì mình ngồi làm thầy tính điểm thẳng lắm. Rồi, cho. Thí sinh Nguyễn Văn Hải, số bao danh 35/75, bắt đầu. Dạ. Action. Má ơi. Má không cho ăn, đói bụng. Đói.
Khoan khoan, cái gì đây? Ginh một cái gì đó. Cái gì? À, à, một bẻ, bẻ. Ồ, còn nóng cái gì vậy? Không, chuối hả? Cái trái. À, chuối, à, không phải, chuối sao nóng được? Mè, mè. À, tước ra đó. À, ủa sao nó giống nóng nè? Mè chua kìa. À, rồi, mè. Đói bụng má, không có gì cho ăn. Mày có thấy cái mè mày. Ráng kiềm chế, bên em. Ráng kiềm chế lại đi. Dù, dù chua chua căng lắm à. Thôi ăn nhiều đó để ăn quá bụng quá. Hên chỉ có chút xíu rồi vậy mà đậu á. Nhiều đó thôi mà trở thành nghệ sĩ Lý Hải bây giờ đó quý vị. Nên là một vòng thôi, còn một vòng là thầy giáo cho cái tiểu phẩm á, là trong cái rạp chiếu phim á là chỉ có một mình coi thôi à. Diễn làm sao để cho người ta biết là mình coi phim gì rồi, trong đó như thế nào, là tối thui mình phải mò vô mình ngồi cái ghế như thế nào ra diễn, sau khi đó mới được đậu. Thực ra hồi xưa là khi mình diễn là tiểu phẩm, là thường là tiểu phẩm là không lời. Không lời. Đúng rồi. Mà biết lời đâu mà nói. Đúng rồi. Mãi mà mình càng nói nhiều là càng bị lỗi. Rồi mà tới giờ này luôn nha, tôi cũng rất là thắc mắc lý do là trong cái khoảng mà mình đậu năm 86 đúng không? Đúng rồi. Cái lớp kịch mình chỉ có 9 anh em thôi, mình phải vượt qua hơn 1.000 người. Hơn 1.000 người. Lý do gì sao anh em mình lọt? Cái đó mình cũng đâu có đẹp đâu trời. Không, nhiều khi dễ thương. Không có dễ thương đâu. Số xưa Lý Hải nhìn số quá còng ơi. Thì không. Xấu lạ. Xấu lạ. 86 tức là 30 mấy năm rồi. Chính như cái tiểu phẩm rất là nhỏ như thế, nó bắt đầu cuộc đời nghệ thuật của một nghệ sĩ như chúng tôi quý vị ha. Rồi sau đó sóng gió buôn ba đủ thứ hết, bây giờ mỗi người một hướng. Anh Lý Hải anh chuyển qua làm đạo diễn phim triệu đô nha quý vị nha. Rồi Đông Nhân trở thành một cái kéo vàng ha, Vũ Thuận trở thành một cái nhà quản lý nhân sự đó, còn Nguyễn Linh trở thành một cái người đi bán nước rửa chén. Ở đây còn xảy ra rất là nhiều việc. Một sự cố đặc biệt là hình như là năm thứ hai, đầu năm thứ hai sau khi nghỉ Tết xong đúng không? Thì Sở Văn hóa Trung tâm tỉnh mới là ưu tiên cho chúng ta là cho một chiếc xe gọi giống như la su vậy đó, là chở được khoảng 12 người, 11 người, 5 người bên. Còn Duyên Nhân là ngồi kế tài xế diện, à ngồi trước. Rồi có đoạn đường chạy vẫn bình thường, mà không biết lý do tại sao lúc đó tự nhiên gần tới Bình Điền nghe một tiếng Lật xe. Nổ vỏ xe. Mà Nhân ngồi ở trước cửa kiến văng ra chỗ nào không biết luôn. Không biết tại sao mình văng ra ngoài được. Sao lại hiểu được là gì? Cái kiến á, nó văng hết và nó dựng đứng lên vậy nè. Thật ra mình mới bước qua được. Lúc đó quay xuống đây mới lo cho anh em ngoài sau. Anh Thuận mình thì gãy tay. Đây. Gãy tay. Quyền Linh thì tét ngay chân mắt. Máu phúng vô mặt. Một người bạn học nữ đẹp lắm. Cái vô bệnh viện thấy máu quá. Bác sĩ. Cứu em về. Bác sĩ thấy máu quá, bác sĩ mới lo chùi xong lộ ra cái mặt đẹp như thần. À, không gì hết. Anh Hiền đúng không ta? Anh Hiền. Máu của anh này uống qua thôi đó. Lúc đó là gọi là may mắn nhất là ca sĩ Lý Hải không có mặt trên cái chuyến xe gọi là kinh hoàng đó. Lý do là sao? Bữa đó mình cụ tụ tập tất cả với mọi người hết, nhưng mà khi mà mình đỡ bao gạo lên trên mui rồi, lấy xe đạp máng lên nó không có vừa chỗ rồi. Bắt đầu mọi người tháo xe đạp xuống, rốt cuộc mình phải chờ chuyến sau để ngày sáng hôm sau đi xe đò đi. Bây giờ lên may mắn chứ mày giờ không thể rồi. Lúc đó ngồi ta ngồi đủ, nếu mà Hải lên thì Hải ngồi xe súp. Ghế sấp coi chừng mà là nguy hiểm nữa, không biết này có Lý Hải không nữa. Trong lớp có thằng bạn nữa nhớ anh Dũng không? Bây giờ anh kêu mình Dũng què. Dũng què nó bị tai nạn, mình đang ở dưới nhà chiều tối rồi thì hay tin ơi Hải cái gì vậy, thằng Dũng nó bị tai nạn, bị cán hình như là bánh cái chân rồi. Trời ơi, quảng hủ gì á, xách xe đạp dẫn ra chạy ra cái nhớ cái bà già bà nó con đi thăm bạn á, là nhớ kiếm cái gì cho bạn nha con. Dạ dưới quê làm sao có bánh trái, mà bữa đó không có cam không có quýt gì hết. Tự nhiên thấy ở trên cái bàn mấy nãy chú sim chặt sẵn lấy nãy chú buộc sợi dây bỏ lên cái cổ xe đạp chạy nè lên tới bệnh viện xách nãy chú vô. Mọi người nhìn đâu trời ơi nó chưa có chết mà dằn bụng cái gì. Quán ngồi xách để chú quăng vô là quýnh quán. Bây giờ thì Quỳnh Linh nghĩ rằng chúng ta sẽ về một cái nơi bắt đầu của nghệ sĩ Lý Hải, đó là thời áo trắng. Wow, mấy chục năm ở Linh mình không dám tự hào nha, nhưng mà cái thời ở đó ai mà được
đậu vào cái trường đại học là khủng khiếp lắm. Có khi nào Lý Hải đi trễ phải leo rào vô chưa? Cái đó là chuyện bình thường, hầu như là học sinh là gần như là ai cũng phải vướng cái đó. Trễ học thì đây là cái mặt tiền, không dám leo ở đây đâu. Mình sẽ đi vòng qua cái cổng sau. Có cổng sau leo vô. Cổng sau thì mình sẽ chui rào dễ hơn. Nhưng mà ngay cái điểm này là điểm rất là nhiều kỷ niệm ở đây. Lý do là sao? Hầu như là học sinh đến trường là phải bỏ áo vô quần. Thì lúc đó mình đạp xe đạp ở ngoài đường lên đây á, mà không biết lý do là sao mắc cỡ. Quên bỏ quần luôn. Nhiều lúc nhớ mà không có bỏ quần ở nhà. Chạy đến đây là phải nhét. Đó, nhét vô như bỏ quần đàng hoàng lịch sự nha. Rồi chỉnh trang lại là đầu tóc. Hồi xưa nó không hiểu sao nha. Thích để tóc dài mà đâu có cho học sinh để tóc dài đâu. Để cái bát dài đây rồi cái danh cái lỗ tai đều linh. Rồi cái vào để tóc mà sao giống tóc hippie vậy đó. Cái đến là đi ngang đây là phải chỉnh trang, ví dụ như tóc mà chưa hết kịp mà nó dài đúng không Linh, là phải lấy cái cổ áo á che lại. Đi vô đúng không? Che lại để cho giám thị với cho cái chú bảo vệ đó, đây nổi tiếng là chú Thành. Chú đi qua là chú dồn vô con vô ấy đây tắt lại cái là dính đi. Tức là có bỏ ông quần có tóc ngắn mới tóc cho vô ngắn, đúng không? Hoàng, chỉnh, giờ mình bỏ ông quần rồi nè, tóc ngắn là để vô được chưa? Mình chỉ thiếu một cái là cái phù hiệu ở đây nữa là đủ. Lấy viết vẽ vô. Ok, bây giờ mình vô trường. Rồi vô trường nha. Ok. Bỏ quần nghiêm chỉnh ha. Tôi thấy là bây giờ trường hình như là đã xây lại hết rồi. Nó lạ quá lên nơi bản thân mình về mình nhìn không ra trường mình luôn. Cảm xúc Lý Hải như thế nào? Khủng khiếp lắm. Tại vì mặc dù về quê thường xuyên nhưng mà không có dịp để ghé vào trường. Và khi mà ghé ở đây thì thật ra thì thầy cô đâu còn ai ở đây đâu. Đúng thầy rồi. Cũ mình lớn tuổi và không còn ở đây nữa. Mình vô đây mình không quen biết ai, bởi vậy không dám vô đây nữa. Chỉ đi ngang rồi nhìn lại cái trường thôi, chứ chưa bao nhiêu năm mà không có đặt chân vô tới đây đó. Ngày xưa cái sân bóng này là có thấy trái bóng kìa. Đây. Hồi xưa đó mình nằm trong đội tuyển bóng chuyền của trường trung học Nguyễn Chiểu. Trời, dữ vậy hả? Ủa sao lùng vậy mà? Lùng vậy đó, bóng chuyền sao nổi trời. Đúng rồi, cầu thủ là phải 1m7, 1m8 đúng rồi. Thật ra mình là dân chuyền 2. Mình dân chuyền 2 chuyên nghiệp. Hồi xưa mình có học chuyên nghiệp đánh bóng chuyền, là thầy dạy bóng chuyền là anh huấn luyện viên Châu Tuấn. Châu Tuấn là đánh cho quân đoàn 4. Trước đó thì mình cũng đã nằm trong đội tuyển cấp 2 rồi. Khi mà lên cấp 3 thì anh Tuấn anh về anh tuyển á, thì mình lại được lọt giải. Nhưng hồi xưa đó 1m65 đổ lên mới được chấm. Mình có 1m63, mình lúc mà mình chọn là mình phải nhón hoài à, nhón cho nó đủ thước được chọn chứ thôi không được vô. Sau đây mình cũng giới thiệu một cái người cũng đánh chung cái đội bóng chuyền với mình hồi xưa. Ồ vậy hả? Bạn đó cũng chuyền 2, bởi vì bạn luôn không có cao mấy đâu. Hello bạn. Xin chào, bạn Trường. Chào anh. Bạn Trường. Rồi bạn đánh bóng chuyền đây đó hả? Ừ, bạn đánh bóng chuyền hồi xưa. Ngày xưa Lý Hải đánh hay không anh? Lý Hải đánh là tuyển trường mà. Tuyển trường mà có đánh được trái nào thì thắng không, hay là đứng cho có tụ thôi? Khen tiếng mà. Nhỏ con mà rất là nhanh. Đâu hai anh em truyền thử coi còn nhớ cái nào không? Mấy chục năm rồi. Đó. Vẫn còn được không? Không? Vẫn còn đánh được nè. Méo một chút rồi. Rớt rồi. Mấy chục năm rồi không có. Hơn 30 năm chưa đụng. Nơi đây chắc rất nhiều ký ức của mấy anh em đúng không? Hồi xưa Hải nó hiền lắm. Hiền lắm hả? Hiền lắm. Chưa có bồ đây không? Không có. Yeah. Không có, đi xe đạp không có ba ga luôn mà. Phèn phèn chứ lúc đó tim nó phải đập trước một cái bông hồng nào rồi chứ. Hầu như ở trong lớp tôi là thuộc dạng nghèo mà gần nhất nhì đó. Hồi đó có mấy bạn hồi xưa nó kêu tôi Hải TV. Là sao? Là biết sao, cái đít quần của tôi hồi xưa đó là từ quần của anh chị để lại thì nó mục rồi. Thì mình giá là mình sẽ mai cái hình vuông rồi nè. Mai hình chỉ rồi nè. Mai vuông trên cái mông, hai mông thì như hai TV cái TV di động. Nó kêu Hải TV luôn. Vậy là không có mối tình nào ở đây hết trơn hả? Mình cũng thích nhiều người mà không ai thích mình đó. Bây giờ á, trên ra một trái banh mình cảm thấy bình thường. Nhưng mà đối với Hải và Trường vào cái thời hồi xưa đó, mà có một được một trái banh bóng chuyền như thế này là cả một cái quý lắm. Đi mượn tiền mua hả? Không có tiền để mua được trái banh. Hai đứa là đi đào mấy cái cây sắt rồi đi lượm đại loại là sắt dụng rồi da chai lông vịt đó.
cân ký mới mua được một trái banh. Mà trái banh á là mình xài hoài á, mà nhất là mùa mưa nó sẽ nở và ra và nó sẽ tét ra, và tự bản thân mình sẽ tự biết giá luôn, mua cây kim rồi chỉ nhợ rồi về là tự giá ra, là tự làm xài hết luôn. Rồi hồi đó đó bóng chuyền là phải có cái lưới, thì không có tiền mua lưới luôn, là bắt đầu cũng phải đi thấy cái xem bóng chuyền nào của người ta cũ mà người ta tháo ra người ta dục á, là gom về cũng bắt đầu cũng lấy gì chuối lấy gì nhợ buộc cái thành vuông đang mà để đánh, để có một cái niềm vui. Cái thời xưa đó nó cũng vất vả lắm. Mặc dù bây giờ anh em mình thằng nào thằng nấy cũng đã lớn tuổi rồi, nhưng mà đi ngang bất cái trường nào vậy mà nghe cứ tiếng trống tung, tự nhiên cái ký ức đó có cảm giác có nhiều người nổi da gà luôn. Mình nhớ lại một cái khoảnh khắc nào đó, một cái giai đoạn nào đó mà ngày nào mình cũng ngồi vào một cái bàn đó, có những ngày mình chờ đợi cái tiếng đó gõ, tại sao mà chưa tới giờ, tung, wow, cái đó ghét cặp vô, đưa sách vô cặp rồi cái sách lên chạy ùa ra. Đúng rồi đó. Một trong những ký ức của hàng triệu học sinh, một cây phượng hồng, phượng vĩ, sân trường, cột cờ, hành lang, là một cái thời thanh xuân nó đong đầy những cái cảm xúc của tất cả chúng ta. Mặc dù mấy chục năm qua rồi, nhưng mà khi mình đặt chân vào cái con đường này đi thì mình cứ ngỡ như mới hôm qua. Cái hồi xưa mình cũng xách cặp mình chạy trên đường này ùa nhau lại. Ví dụ thích một cái cô này đi, Linh còn nhớ trò đi, thích cái cô này đi, đáng lẽ mình làm đi không có, giả bộ đẩy thằng kia lên ngu cái bà luôn, đúng ra mình phải vô giả bộ đẩy thằng kia khác vô, ngu nó dính như con này không? Mình không dính đúng không? Hồi đó hay chơi cái trò ngu. Những cái cánh phượng này á về làm thành con bướm. Đúng rồi. Ép trong đúng hai cái cánh bướm á, nhạc sĩ Vũ Hoàng đó. Những chiếc giò xe chờ đầy hoa phượng, em chờ mùa hè của tôi đi đâu? Trừng phượng vĩ em cầm là tuổi tôi 18, thuở chẳng ai hay thầm lặng mối tình đầu, mối tình đầu của tôi là cơn mưa răng ngoài cửa lớp, là áo ai bay trắng cả giấc mơ, là bài thơ còn hoài trong mơ, giữa giờ chơi mang đến lại mang về. Đây là biểu tượng có thể nói là biết bao nhiêu học sinh khi mình nhìn thấy cái này là mình bao nhiêu ký ức ùa về, đúng không? Ở đâu bên đây có hai giải Linh. Giải hồi xưa bên đây là giải A. A có nghĩa là khối A là học Anh văn, và khối B là Pháp văn là sẽ học bên giải bên đây. Bên đây là bây giờ mình một chút lắng động chút. Mình mời tất cả các học sinh của trường Trung học Nguyễn Đình Chiểu, thành phố Mỹ Tho. Các bạn ở đâu đó hãy trở về trường nào. Hãy cùng với chúng tôi chào cờ vào sáng thứ hai nhé. Hướng về lá cờ nào. Quân Việt Nam đi chung lòng khu quốc, bước chân rộn vang trên đường gặp về xa. Cờ in máu chiến thắng mang hồn nước, súng ngoài xa chen khúc quân hành ca. Đường vinh quang xây xác quân thù, tiến mau ra xa trường, tiến lên cùng tiến lên, nước non Việt Nam ta vững bền. Thôi trời, mấy chục năm rồi mà giống như những cái giây phút hồi xưa vậy đó. Thứ hai hàng tuần mình tất cả học sinh thầy cô đều đứng đây chào cờ, và đặc biệt là khi nhìn ở cột cờ này chúng ta đều rưng rưng xúc động với vô vàn kỷ niệm và ký ức của mình ha. Cũng có những lúc vui đứng dưới cờ để được sướng tên khen thưởng, cũng có lúc buồn khi đứng dưới cờ bị sướng tên là phá phách cá biệt học sinh cá biệt. Chắc chắn là cái thời học sinh nó không ai không trải qua những giai đoạn đó hết. Và ngày hôm nay Quỳnh Linh, Lý Hải cũng như những người bạn chúng ta nhắc nhớ về những ký ức ngày xưa. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.
lại tiếp tục một ký ức của Lý Hải. Bây giờ mình sẽ quay về cái ký ức hơn 40 năm rồi. Bé Tí lúc đó cái nhu cầu kiếm tiền nó rất là cao, bởi vì tiền vừa học phí để có một cái vốn thì ở nhà mình là cũng nó khu vườn tượng và y chang cái nhà mình thôi, thì sẽ mưu sinh thêm bằng cách là ví dụ như là mò cua bắt ốc. Nếu mà bắt được mấy con tôm hay cá to nào, cá lóc mà to to là không có dám ăn mà để dành bán để lấy tiền. Nhỏ kiểu vậy thì mình ăn. Chứ tôi thấy hôm nay là bố anh em mặc áo đồ nó sai sao? Thường ta nói về miền Tây mặc đồ bà ba, mà sao thấy mà đồ này không phải đồ bà ba đó. Đồ bà Tư. Bà Tư không? Bà Tư, bà ba. Vậy là bà ba lấy đồ bà Tư mặc đúng không? Vậy là mình biến tấu là chiếc áo bà Tư sao bà ba lấy mặc. Bà ba ơi hãy trả máu cho bà Tư. Thôi bây giờ mình sẽ quay về dòng ký ức. Bây giờ anh em nào bắt được một con cá là 500 ngàn. Anh em nào bắt được hai con cá đầu tiên sẽ được thưởng 1 triệu. Cảm ơn bạn, mình lấy lừa lên. Làm liền. Thôi, nghe nói tiền bạc một cái nó tiền bạc nó nhanh lắm. Thì có cá không vậy? Hả? Đâu phải con nào hết vậy? Lúc nghe 500 ngàn khó quá. Bây giờ mình lỡ đầu này đi, đầu đó lên nó quậy quá rồi, cá chạy hết rồi. Thật ra bắt cá phải có kinh nghiệm, quậy xịn bùng lên cho cá nó nổi cái đầu lên. Ê, lên. Bây giờ nè. Hả? Một thằng nằm ngang á, một thằng kéo tay, thằng kéo chân. Mình kéo nằm ngang nó dồn cá lại chỗ đi, chơi dễ bắt. Thầy có đó được á, để kêu ông Trường mập mập. Mấy mập mập nằm ngang đi. Hả? Ô hay vậy ta, hay quá. Ông con cá chê, đây. Cá ơi cá. Quậy lên, lục lên là thấy. Ơi. Ủa cá chê luôn, không dám bắt luôn nè. Hai con. Hay quá, 1 triệu lên lên bờ. Ây da. Đi hai con nào chưa? Được, nó bự quá Linh ơi. Đây. Con cá lóc. Ủa nó bự quá, nãy giờ bắt không được. Ê, lên, nó được 500 ngàn rồi Linh. Vô. Một em. Rồi, ok. Hả? Wow. Linh bắt lượng hả Linh? Một em. Cái trời nó xúc, nó như xúc gỗ vậy đó. Vô. Rồi. Ơi bây giờ nằm ở trong đây sao bắt ra? Ngon lành. Đây con cá chê, hai con. Nãy cá lóc giờ cá chê đủ hai món rồi nha. Dạ. Cá lóc hấp bầu, cá chê kho gừng. Mặc dù bây giờ bắt được con cá nó cũng rất là sướng, nhưng mà thật sự cái háo hức và cái sung sướng á không thể nào giống như xưa được. Đúng rồi. Hồi xưa cái mục tiêu mà để bắt được con cá nó quá lớn, bởi vì nó có tiền thiệt chứ không phải như tiền giả mà Linh hứa. Ủa hứa chơi thôi mà. Hứa chơi mới vậy. Cái sự háo hức nó không có. Đúng không? Còn nó không xưa có là phục vụ cái mục đích mua tập vở, mua quần áo như ngày xưa đúng không? Đúng rồi. Hồi xưa nó là giống như là cái gì là mưu sinh rồi. Bây giờ bắt được con cá muốn tuột cái quần luôn rồi. Dù mấy chục năm rồi mà anh em mình vẫn không lục nghề. Đúng rồi, chỉ có 1 phút 30 giây mà mỗi thằng bắt được mấy con cá luôn. Cái đó là mình nói cho người ngoài thôi. Còn người trong nhà mình biết là cá nãy mình bỏ vô bao. Mình làm cho nó đừ hết, mình thả xuống. Bây giờ mình lên mình nướng đi anh em. Rồi ok, lên nướng nha. Nướng đi nào. Đủ bao nhiêu đó, đủ rồi. Thôi đi, đây là thành quả của chúng tôi. Còn một đống ở trong đây là đây là hàng thiệt chứ không phải hàng giả nha. Thôi bây giờ mình nướng đi. Chuẩn bị rơm với lá chuối. Wow. Lá chuối. Cháy rồi. Đưa bập bùng tí tách. Đưa vui cùng ta. Linh. Hồi cháy lên hương nồng biết bao hy vọng. Hồi nhỏ là ngủ ngoài cây rơm hoài nhớ. Hồi xưa ở nhà nào cũng có cây rơm để dành. Một hồi cái con cá nó chín khé cái da ngoài ha. Cái mình lấy cây mình cạo cái than đen ở ngoài đó. Chắc chắn rằng đây sẽ là ký ức của rất là nhiều thế hệ, đặc biệt là người dân miền Tây, thưa bà con. Với những cái món ăn dân dã thế này, nó đi sâu vào tiềm thức của con người miền Tây Nam Bộ luôn. Cá lóc này gọi là cá lóc nướng chui. Sau đó nó thơm mùi của bùng á, nó hòa quyện các mùi thơm nó vô, nó tạo thành một cái hương vị lạ của miền Tây. Đó là hương vị đồng quê. Đúng rồi, khi mà là cá chín xong xuôi mình để lên tàu lá chuối đúng không? Đúng rồi. Nó kẹo cái chuối nó xé nè. Ủa vậy hả? Ôi. Quá dữ. Rồi chảy ra đi, chảy ra đi nha. Nói chung chúng tôi nướng là nướng vậy thôi, còn chín là không. Chín là không là chuyện con cá hả? Là chuyện của cá. Rồi nó thành than hết rồi. Đâu cá thành than hết rồi.
nó là cạo xuôi không cạo ngược nha. Lấy nước mắm với dưa hấu với cơm đây. Thôi dăn thịt hết rồi, dăn thịt hết rồi. Thơm thiệt, thơm thiệt. Mặt con cá nó đen như mình luôn. Hấp dẫn quá. Đó còn cá kê, đó còn cá lóc rồi. Mời anh em chơi. Rượu quán nghèo nhưng còn nồng đủ rồi, đủ rồi, đủ rồi. Hương đồng gì? Đủ rồi, đủ rồi. Để xin kính cẩn nâng người tri kỷ mượn chén rượu ngày xưa cho tròn vẹn ân tình. Hát hay quá, hay quá Linh ơi, để ta ăn thử coi nha Linh. Nó nghe. Ôi, tối miệt. Ăn đau bụng ráng chịu nha. Họ này cá nè, chấm nước mắm ớt ha, để vô ha. Ngon quá, ngon quá. Tính ra cái cá này á, nó ngon là cái mùi khét khét của rơm. Rơm á. Nó khét, khét đúng không? Ừ. Rồi mình ngồi ở dưới đất nè là mùi đất, mùi sình nó bút bốc bốc lên. Nhưng mà trước khi ăn mấy ông không có tính toán trước. Không, ta thiệt thụ địa. Rồi thụ địa. Ngon quá. Mà ngon thiệt. Ngon quá ngon. Không lẽ mình tự khen con cá mình bắt mình nướng ngon chứ. Mùi sình của bốn tụi mình nãy giờ chưa tắm á. Khen rồi, khen rồi. Ăn chừa tao với Hải. Không, tao thử trước, nó ngon ra đó mày. Hả? Ăn bún miền Tây nè. Ăn nó nghe nó rột 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 luôn. Mình tưởng là gì, quá ra là nãy giờ mình nhai có rôm ở trong á. Nhấn. Hồi nãy tao nghe đồn á là Linh thích ăn đầu cá, bẻ đầu cá cho nó. Có nhiêu đầu cá bẻ hết cho nó đi. Đúng rồi, thiệt ngon lắm Linh thiệt mà. Để tôi ăn thân cá. Nó không chịu ăn luôn á trời. Nó lột xong rồi nó ăn ngon rồi đó. Quý vị thân mến, thông cảm cho tụi tôi. Đói quá. Tóm lại hôm nay nó hơi bụng bề chút xíu. Nhưng mà chúng tôi đang trở về những ký ức rất là tuyệt vời quý vị. Hãy sống với những ký ức. Những cái thanh xuân nó đã qua đi nhưng nó vẫn còn đó. Hãy giữ gìn và trân trọng những ký ức ngày xưa để chúng ta hạnh phúc hơn nhiều nữa quý vị nha. Hãy đến với chương trình Du hành ký ức.